Hi, chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình là Nguyên Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Mua. Đây là giải sân Tấn Phát, địa chỉ 324 Lê Hồng Phong, 324-6 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đi xin mời đồng kính Lâm là tem của Lê Văn Luyện và công Chelsea tay trái của Trà Vinh. Còn bên kia là tem của Vũ Arsenal. Đây là màu áo mới của Vũ Arsenal, với sự xuất hiện của Đức Từ Thiện đã trở lại với Vũ Arsenal. Và Khánh Mơm, Đăng Mơm, Dũng Lai và Quý FC. Một pha kết thúc tốt của Quý FC. Rất nhiều cái giải rồi, Vũ Arsenal không có duyên với cái giải như các bạn. Vào chung kết cũng liên tục, nhưng chức chủ tịch không thể đến với Vũ Arsenal. Thật sự đáng buồn. Còn lần này như thế nào đây? Đội hình nồng cốt đang thật sự rất ghê, cũng là ứng cử viên vô địch cho giải này. Tỷ số tại giờ là 2-2. Tem về Lê Viết Liện, thực phẩm ba cây tre. Đây là thương hiệu thực phẩm ba cây tre. Và pha bóng mang điểm trực tiếp của Đăng Mớm, 4-2. Tỷ số tại giờ là 4-5. Xin chào các bạn, mình là Mua Đồ Dò đây. Một pha phản công tốt của Đăng Mơm, 6-4. Lên nãy. Và phát bóng hỏng của Đăng Mớm, 5-8. Trận bóng tốt của tem thực phẩm cây tre của Lê Văn Luyện. Lê Viết Luyện phát bóng hỏng, 9-6. Đoạn tủ. Tủ đều lắm, đừng có đùa anh á. Đây
pha chạm tay của UFC và trường bay ra ngoài 7-9. Sau trận đấu này là trận đấu của tem của Lâm Trang Bàn, khang 2m02, người khổng lồ phải gặp Phong Tân Hiệp tai biến. Thì ta bây giờ tiếng đèn đang đầu quân cho Phong Tân Hiệp tai biến. Lại là Lê Văn Liện, Phong Bảo Hồng. Công thật sự công bật rất tốt nha các bạn, nhưng bên kia cái dàn trắng bên kia quá lợi hại của Đức Từ Thiện và Trịnh Sư Bơ, quá khó chịu. Một pha quá khó cho triển khai, nhưng cuối cùng Lê Văn Liện đã có một quả đầy quy lực vừa rồi. 9-11. Vẫn còn phản công và xử lý hay của tem Lê Văn Liện. 10-11. Thực phẩm ba cây tre. Phẩm ba cây tre chế biến cái gì vậy Liện? Hả? Ba cây tre là ăn cây tre không hả? Kẹo dừa. 10-11. Lại là Lê Văn Liện. Lê Văn Liện và Dũng Lai có thể nói là anh em với nhau cùng cha khác mẹ, phá bà cố phá. Mười hai mười. Lại là Đăng Mớm cũng dòng họ với nhau. 11-12. Hết gà số Liền ơi, mình thua rồi. Đó, quá ghê. Ngon. Cơ hội 12 đều không. Trường Trấn Bơm đang xử lý như thế nào đây? Trọng tài xử lý công chân si qua chân ở ngoài Hà Tĩnh thì có dây qua chim nha các bạn, còn ở đây không có dây nha các bạn. Giải Hà Tĩnh đi rồi có qua chim thua, còn giải này trọng tài xử lý nha. Sau pha xử lý gì rồi, Trường Trấn Bơm có lẽ như là người bự con nhất đang lấn sân của đội bên đây. 12 đều à? Mười một mười hai. Quá ghê. Một pha giỏi băng bi từ lưu hộp mèo chưa. Ôi là trời, dân nó ác rồi ta. Nó mà vô ra vậy. 13-11. Lê Văn Liện. Mười hai mười ba. Một pha xử lý quá hay của Đăng Mớm. 14-12. Pha xử lý quá hay của Lê Văn Liện. 13-14. Giải này 12 đội nha các bạn, 12 đội chia làm 4 bảng. Mười bốn đều.
Vũ xin anh hỏi 14 đều. Lê Văn Lệnh hết ca hết số vậy đi là có được. Mười lăm đụng nóc, 14 đều. Đúng là Lê Văn Lệ. Đúng ngày quả 14 đều, Lê Văn Lệ tự sát tại Đắk Lắk. Lê Văn Lệ chính thức đưa anh em Vũ Arsenal, anh em Vũ Arsenal anh vào bờ. Xin chúc mừng tem Vũ Arsenal anh. Còn đây là tem của Phong Tân Hiệp Tai Biến. Với sự xuất hiện của Hoài Hận Tiến Đen, Chanh Hà, hỏi xin lỗi các bạn, Phát Xích Trí Thông, Triều Long. Đây là cái tem Tai Biến từng xuất hiện tại Hà Tĩnh vừa rồi, tan nhà nát cửa. Còn bên kia là tem của Lam Trang Bàn, gang 2m02. Các bạn hãy chờ xem cặp đấu này nha, duyên nợ giữa Tiến Đen và Lam Trang Bàn như thế nào đây.